Hello cho tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Nay mình sẽ test thử cái trò bóng rổ mobile. Ủa lộn, cái game giống bóng rổ mobile mà cái game này hình như ra trước bóng rổ mobile mà. Bóng rổ mobile chứ. Game này trên máy tính nha các bạn. Chết rồi, mình đã chỉnh lên. Chất hay hèn gì game bóng rổ mobile cũng chắc lấy ý tưởng từ đây này, chơi nhạc chất không. Ủa mình đang coi bọn nó chơi. Get ready. Start. Đừng nhiều coi nó chơi gì. Ok, ra. Bấm lộn vô xem. Tạo. Cái này giống vô chơi hết. Tạo phòng ngồi đợi. Giờ có thằng một nồi vô kìa. Game này không có xài chuột, chỉ xài bằng phím thôi, nút lên xuống trái phải. W A D A. Hi hi. Pass me. Chát rồi. Pass me. Cái này có thể di chuyển tốc độ cao rồi. Đó. Hay ở kia ngồi di chuyển. Mày chụp hay quá vậy. Dễ à. Ta bắt đầu. Giỡn nhiêu đủ rồi. Nãy giờ quên nữa, lo tập luyện với đồng đội để ăn ý xíu. Rồi giờ vô trận đầu. Get ready. Ready? Okay. Start. That's it. Yo, defense from downtown. Defense. Wicked. Innocent. Nó vô rồi, vô một cái phải. Get ready. Go. Oh, with the J. That shot was already taken picture. That shot was beautiful. Get ready. Start. Jump shot. Điều vô nghe em. Watch out. Dễ sợ trời ơi, ăn điểm luôn. Get ready. Start. Oh, slam. Bốn nè. Đi lại nè. Get ready. Bên kia. Start. Oh, okay. Good D. I see you. Oh, slam. Trời ơi, đỡ không được luôn. 46. Oh, nice pass.
lóc mình. Rồi, hay. Hay. Rồi. Đợi tỷ số nào bạn, giữ thể lực vô. Ở lại tỷ số liền, sang bằng tỷ số lội ngược dòng liền trận đấu. Cũng đơn giản thôi. Phá banh đẹp. Anh canh rồi. Dễ ăn quá. Yeah. Thôi, trong trận đầu rồi. Thì cái này cắt cái video 6 phút đi. Rồi. Tạo clip nữa bà.